trời ơi để nói cho nghe nè à, thật sự đó thì mình không có muốn nói đâu nhưng mà mình thấy hả nhiều người lên phản đối rồi chửi mắng mình quá trời luôn á cái vụ của năm em cho nên là bữa nay mình lên mình phân tích nè để cho mọi người thấy đó là cô năm em cổ tốt ở điểm nào ok bên cạnh đó mình nói luôn về cái 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 cái, cái chú thương tính nói thiệt nha mình không phải ác nha nhưng mà mình cái gì đó mình rất là thẳng tính cái gì cần nói thì mình sẽ nói chứ mà mình cứ thương người mà không có phải là bằng cái cách đó bên cạnh đó đó mình cũng nói về bà hằng luôn để cho mọi người cùng hiểu chuyện giật gân lắm nha rồi bây giờ một hai ba action nghe mình nói nha ngân hàng của em chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan vì phải nên mua nhà hoặc bán nhà hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462 626 236 2462 thứ nhất là ông thương tính ok tôi hỏi mọi người cây nè một người từng là ở trên đỉnh cao đến như vậy một ngày biểu diễn của ông ta đó là mấy cây vàng mà cái thời xưa mấy cây vàng nó nhiều đến cỡ nào còn một bộ phim của ông ta đó là mấy trăm cây vàng mà tôi hỏi coi đó tôi không nói cái chuyện bệnh hoạn đau yếu bây giờ già tôi không nói tôi hỏi cái thời đó đó tại sao mình có ăn chơi xa đỏ có trát tán cỡ nào đi nữa thì mình cũng phải mua ít nhất một cái nhà để ở chứ trời đất ơi là trời cờ bạc rồi hút sách rồi trai gái đến nỗi mà tiền nhiều đến như vậy đó mà không để cho mình được một đồng để mua một căn nhà đó rồi bây giờ để ngày đây mai đó sống lang thang ở đậu hết người này tới người kia hết người kia tới người nọ coi có nhục nhã hay là không phải chi mình nghèo khó tôi không nói một thời mình là ông cú nội của người ta mà vậy mà tại sao thứ nhất nếu như người ta biết lo đó về quê của mình mua một cái miếng đất mười công hai chục công năm chục công gì đó hồi lúc đó nó rẻ ồm nó rẻ mạt luôn mua một miếng đất đó không mần cũng được nữa để cho em cháu cháu chắc nó mần bây giờ mình về mình cũng già rồi mình có miếng đất mình làm còn nếu như mình giàu lên đỉnh luôn thì mình cho nó luôn cũng được nữa còn nếu không mình phải đó là chuẩn bị cho mình một cái gì chứ rồi còn cái nhà trời ơi chỉ có một căn nhà thôi cái thời đó nó bao nhiêu cắt bao nhiêu đồng là đã có một căn nhà rồi mà ổng không thể mua được thì mọi người nghĩ coi bây giờ có còn cần giúp đỡ ổng hay không có cần thương yêu ổng hay không tôi nói thiệt nha ổng có chết mà kêu tôi cho một đồng tôi cũng không cho nữa một cái người mà ăn chơi xa đỏ cờ bạc cá tán mà không biết ngày mai mình sẽ ra sao mà nghèo tàn nghèo mặt không tiền không bạc không nhà không cửa già muốn gần chết luôn rồi mà còn đi lấy thêm một cái cô cái cái cô vợ đẻ thêm con để làm cái gì tôi hỏi coi đó suốt mấy chục năm trời chưa đã hay sao bao nhiêu người phụ nữ qua tay ổng rồi chưa đã hay sao mà già rồi mà vẫn còn nhào vô một cái đứa cái cái cái, cái con vợ trẻ rồi bây giờ nó đạp đầu như vậy đó rồi mọi người nghĩ làm sao tôi hỏi mọi người cái nè đừng có ai nói tôi ác bây giờ tôi nói cho mọi người nghe chẳng hạn như cô ngọc trinh đi cổ giàu có bây giờ cổ khoe mẹ cổ là nhà lầu rồi xe hơi một lần đó là mỗi một năm sinh nhật đó là phải đổi một chiếc một chiếc là mê bác đó, là 14 triệu 14 tỷ 12 tỷ một chiếc rồi mỗi lần đập hộp đó là 5 7 tỷ ăn chơi xa đỏ như vậy đó nếu như Ngọc Trinh sau này giàu tới già tới chết luôn tôi không nói còn nếu như mà sau này mà Ngọc Trinh á ok mà xa cơ thất thế mà có nghèo đi xin ngăn. một đồng tôi cũng không cho mà tôi cũng khuyên người khác một đồng cũng không cho mà một cắt cũng không cho nữa. là tại vì nó sống quá là xa đọa có cần phải tập hợp cái kiểu vậy không có cần phải xài bao nhiêu trăm trăm tỷ 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 hàng hiệu như vậy hay không đó đó những cái người như vậy đó sau này mà có xa cơ thất thế không bao giờ thương ông thương tính cũng vậy trời đất ơi tôi hỏi mọi người coi từng là ông có nội người ta tiền đó là ăn trên ngoài trước không tại sao mình không tính tới cái tương lai của mình chỉ cần một căn nhà thôi mua một căn nhà thời đó đâu có bao nhiêu tiền các anh chị mà tại sao không mua rồi để đi thuê hết chỗ này thuê hết chỗ kia rồi bây giờ không có một đồng bạc nếu như tôi nói thiệt nha nếu như mà có một căn nhà đó thì bây giờ ở xuống biết là bao nhiêu đâu có cần phải đi là xin người này ở xin người kia ở còn nếu không nữa thì mình về quê mình có một miếng đất trời ơi là trời có rau ăn rau có cháo ăn cháo tới già chỉ có những cái hết sức là đơn giản như vậy mà tại sao mình không chuẩn bị chưa được cho cuộc đời của mình phải chi ổng nghèo từ hồi nhỏ tới lớn thì nói bây giờ cơm không có ăn cá áo không có mặc thì làm sao có tiền mua nhà làm sao có tiền mua đất tôi không nói đúng không các anh chị còn đằng này ổng quá trời giàu mà nha mà bây giờ nó không có được một cái gì hết trơn là sao đi đánh bài rồi ghen gũ chè rồi số má rồi ngang cá độ này kia cái nọ gái gọc suốt một thời tuổi trẻ Còn bây giờ đi xin xin ai tôi là không cho rồi đó một cắt tôi cũng không cho nữa chứ đừng nói tới một đồng trời ơi là trời rồi bây giờ đi xin ngày hôm nay mọi người biết sao không lết cái, cái thân lên đà lạt nói đi tìm thằng con trai nuôi trời ơi không biết nhục cái thằng con trai ruột nó còn không nuôi kìa đi lên thăm chàng thằng con trai nuôi để làm gì bây giờ xa cơ thất thế để lên đi lên tìm cái thằng con trai nuôi mà cái thằng con trai nuôi lên mà lên trên cả chỗ nó kiếm khắp xứ cùng nơi cũng không biết địa chỉ ở đâu rồi cuối cùng phải chui đầu đi về tôi hỏi mọi người nếu cái người con trai nuôi mà thân thiện mà thương yêu mà sát cánh thì mình phải biết nó đang ở đâu nó số điện thoại là gì mình có nói chuyện với nó hàng ngày hay không mình có thương yêu nó đủ hay không để bây giờ giác đầu lên cảnh để ăn xin mà mình không có biết cái địa chỉ nhà mình cũng không có biết cái số điện thoại thì tôi hỏi mọi người coi đó có còn thân thiết gì mà nếu như cái thằng con trai nuôi đó đó mà nó thương thương tính đó nó nghĩ về thương tính đó nó thấy cha nó bị đuổi đi ra khỏi nhà đó nếu nó đã thương nó có lòng đó nó tự động nó liên hệ với cha nuôi nó rồi nó tự động nó cho tiền cha nó rồi nó trả cái công ơn mà ổng nuôi nó từ nhỏ tới lớn rồi. còn đằng này tại sao? nó không coi báo chí sao mọi người? nó không biết là cha nó bây giờ đang lang thang nhất giả sao? nhưng mà nó không liên hệ là biết nó đéo thèm mà, mà 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 cái công ơn cha nó rồi. bây giờ có tới gặp sinh nó nó cũng đuổi ra khỏi nhà chứ nó cũng chẳng cho gì đúng không? nếu nó có lòng thì nó đã tự liên hệ rồi. còn đằng này mò lên trên trên Đà Lạt cuối cùng rồi, không có một cái gì không gặp được luôn không biết nhà đó ở đâu luôn không có số điện thoại liên hệ luôn tôi hỏi mọi người cái thân thiện ở chỗ nào mà cái gì cũng không biết thì thì, thì thân thiện cái gì đó mọi người thấy không trời ơi là trời rồi bây giờ đó là mình bỏ qua ông thương tính giờ nói tới nam em y chang như thương tính không khác chút nào tôi hỏi mọi người coi đó nam em là một hoa khôi một hoa hậu vừa đóng phim vừa quảng cáo vừa à, đóng à, kịch à, vừa à, ca hát trời ơi một người người ta chỉ có đóng phim thôi người ta còn không có được cái tài lẻ nữa mà người ta còn có nhà cao cả cửa rộng còn cái đằng này đó là hoa hậu hoa khôi là quảng cáo cả đóng nè rồi ca hát bầu show trả tiền cả đóng nè rồi vừa đóng kịch vừa đóng phim đóng phim cho mới gặp trường giang đó mới tập với trường giang đó là chứng tỏ vừa đóng phim, vừa đóng kịch, vừa quảng cáo và vừa hát nữa. Mà suốt mười mấy năm làm nghề, không có một đồng để mua nhà. Tôi hỏi mọi người coi đó, một cái căn mà không cần nói gì chứ không cần có tiền mua nhà. Một cái căn kêu bằng chung họ chung cư, chung cư hiện tại bây giờ đó, ở bên Việt Nam đó, 3 tỷ là có một căn rồi. Mà mười mấy năm nay, Tại sao không có tích góp được 3 tỷ Hoặc là chỉ cần tích góp được 500 triệu thôi Là mình có thể đó là bỏ vô Và mình vay tiền ngân hàng Và mình trả là nó cũng đã có được cái căn nhà rồi Tại sao mà mười mấy năm nay Đi làm việc kiểu như vậy Mà không có một đồng Phải đi thuê hết chỗ này tới chỗ kia Hết chỗ kia tới chỗ nọ Mà là nam em nói đó là nam em không hề Mua là túi sách hiệu Không hề xài hàng hiệu vậy rồi mười mấy năm nay ca hát làm cái gì có phải là cờ bạc chơi bài chát tán hay là không mà tại sao mười mấy năm nay không có một đồng để mua một căn nhà là sao hả mọi người nghĩ đi đó rồi tôi hỏi mọi người coi được cái danh hiệu hoa hậu mới được có những cái khác nó như ngày hôm nay người ta kiếm ngang cả đời kiếm không có đằng này lên ủng hộ bà nguyễn phương hằng tao không làm showbiz nữa tao không làm nghệ sĩ nữa tao muốn trả lợi cái vương miện tao muốn à, đó nó giống như là cái vòng kim cô tao như thế này tao như thế kia tao như thế nọ lên toàn là mày tao không đó mọi người nói đó là à, tại sao mình ác như vậy à, mình đẹp à, mà mình không có lòng à, mình ác quá con à, nam em nó bệnh nó khùng mà tại sao á mình không à, cái gì à, thương nó mình không khuyên nó mà lại còn vù, vùi dập nó tôi hỏi mọi người coi thương nó cái gì nổi hồi lúc nó mới lên á, nó chửi đó nó bắt đầu chửi đó là đã vào khuyên nó rồi nói năm em ơi mình là người đẹp mình không nên á, là nói chuyện cái miệng mình á mà nó thấy gốm như vậy cái khẩu hình miệng của mình nó đâu có phải cái kiểu đó mà tại sao á năm em bây giờ cố tình làm cái khẩu hình miệng nó nhìn thấy gốm còn hơn con khỉ vậy rồi đó lên nói khùng nói điên nói khùng nói điên mình nói là đừng làm nữa đừng có tiếp tục nữa nó không có tốt đâu cố gắng ngưng đi trở lại showbiz vẫn có ăn hơn dù mình không còn là người trong showbiz nữa mình cũng vẫn để giữ cái hình tượng của mình để mình buôn bán cái gì đó không làm tới làm tới rồi lên làm trò mèo trò khỉ rồi vợ chồng chửi lộn rồi làm đủ trò hết trơn nay khóc mai cười nay khóc mai cười làm thấy mắt gớm rồi làm sao mà có thể khuyên nó được đó cơ quan chức năng kêu nó lên phạt mấy lần mà cuối cùng tính nào thật đó rồi cũng như vậy ông cứ nội ai mà khuyên nó được rồi tôi hỏi thôi đó nó khùng nó bệnh chứ bùi hữu cường đâu có khùng bùi hữu cường đâu có bệnh mà đã cặp một cái thằng chồng mà không ra gì rồi con vợ nó khùng điên ba chợn như vậy người chồng còn đốc suối còn làm thêm nữa càng ngày càng lố càng ngày càng lố thì đó là ai là người bày ra cái chuyện này ai là người tự vùi dập mình có phải chính nam em hay không chính bùi hữu cường hay không tự vùi dập mình tự chôn vùi mình tự phủi bỏ hết tất cả những danh vọng hào quang mà mười mấy năm nay mình hết công xây dựng tôi hỏi mọi người cái đó có đáng hay là không có xứng hay là không đó vậy đó rồi bây giờ rất là à, những người mà binh vực năm em nói à, nó bệnh trầm cảm à, nó bệnh này kia kia nọ cho nên nó là à, mình không thương nó mà mình còn à, vùi dập nó ai vùi dập nó nó tự vùi dập nó đúng không các anh chị? có phải là cái câu chuyện này tự nam em phát ra hay không? Nam em đó có những người thân quá là bá đạo. Thứ nhất là Ái Vân đã lên làm khùng làm điên những ngày đầu tiên cũng chính nam em và Ái Vân. Rồi sau đó lên sống chửi bùi Hữu Cường như con chó cũng là Ái Vân với nam em. Rồi sau đó đó lên chửi cái con Ngân Chín Tám như cái con cờ cũng là nam em với Ái Vân có phải là nam em có một cái người bạn mà không ra gì như Ái Vân hay không? Để đẩy con nam em xuống bùng nhơ như ngày hôm nay. Có phải là do ai? Có phải là do đó là Ái Vân hay không? Có phải là do Bùi Hữu Cường hay không? Những người thân thiện nhất của nam em đó, những người đó đã cùng nam em nha đi xuống bùng nhơ chứ ai? Cái con nam anh á nó đã phản đối cái vụ bùi hữu cường rồi nó đã nói đó là không được tiếp tục cái bùi hữu cường nữa bùi hữu cường đã làm cho năm em không còn là một con người bình thường nữa bùi hữu cường không tốt nữa bùi hữu cường đã như thế này đã như thế kia nhưng mà nó đâu có chịu đâu nó một hai nó binh giật bùi hữu cường và nó chửi chị nó mọi người thấy không rồi bây giờ thì sao chuyện gì xảy ra nó cũng vẫn xảy ra đó ai làm được gì đúng không mọi người không thể chấp nhận được những gì nam em đã làm cho tới thời điểm này nam em sẽ không bao giờ lấy lại được nha tôi nói đó bây giờ hồi lúc trước đó, một tháng trước đó, những người thương nam em đó, người ta còn binh dịp nam em 50 50 còn bây giờ đó nam em nó làm quá trời rồi bây giờ cái số lượng mà binh dịch nam em đó, chưa còn được 25 phần trăm 75 phần trăm đã quay lưng với nam em rồi còn tất cả những bầu xô đó 99% là đã quay lưng với nam em rồi không bao giờ ai dám mướn nam em nữa nha bùi hữu cường nó nổ nó lên nó nói là đừng dạy người giàu xài tiền trời ơi nó mà giàu thì nó sẽ không có phải sống cái kiểu như vậy nha và con nam em á thì nó làm sao nếu nó giàu thì nó không có đi lê lết mà nó ai mướn chỗ này mai mướn chỗ kia tại sao vậy mình là con gái phụ nữ cái chuyện mà một cái căn nhà nó đâu có khó khăn gì đâu với cái mức lương của nam em nam em có dám mướn một cái căn nhà hai mươi mấy triệu một tháng tôi hỏi mọi người coi đó hai mươi mấy triệu thì sao một năm là hai trăm mấy chục triệu rồi đó thì chỉ cần đó là bỏ một ít tiền ra thôi là mình có thể mua được căn nhà và mình trả góp hai mươi mấy triệu là nó cũng đã tốt lắm rồi nhà đó sau đó nó vẫn là của mình còn bây giờ đi thuê hai mươi mấy triệu mười mấy năm nay bao nhiêu tiền Mất trắng không còn một đồng Rồi vẫn đi thuê tiếp Tôi hỏi mọi người coi Con gái mà không biết tính toán gì chứ Không chơi đậu hiệu Không chơi hàng hiệu Vậy thì tiền ở đâu Tiền diễn xuất tiền làm cái này Mấy chục năm nay ở đâu Mà không có được căn nhà Mà bây giờ đã tới tiền mua cái tô bún riêu Cũng không có Thì mọi người nghĩ làm sao về điều đó Mà năm em lên năm em nổ Nam em nói đó là Nam em từng có công ty Và đó là công ty của Nam em đó Là một tháng vô năm bảy tỷ Ủa Nam em ơi Một tháng vô năm bảy tỷ Mà tại sao không chừa được ba tỷ để mua một căn nhà vậy Hiện tại bây giờ ngày hôm nay nè Ở Sài Gòn Một cái căn hộ Ba tỷ có rồi Ba phòng không có mua hai phòng Hai phòng không có mua một phòng Cũng là nhà của mình đặng này không có một đồng không có một căn nhà vậy vậy một tháng làm vô bao nhiêu tỷ rồi quăng đi đâu hết làm cái gì hết mà không có mua nổi một căn nhà trời đất ơi là trời rồi bây giờ đó những gì nam em đã làm đó, thì tôi hỏi mọi người cái nam em có lấy lại được không bây giờ nam em muốn trở lại như ngày xưa có không không bao giờ được cái hào quang showbiz không phải ai cũng có được mình tự mình đạp đổ thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Bây giờ năm em chỉ có thể sống bằng cách bán cái này bán cái kia bán cái nọ mà kiếm tiền sống thôi. Còn mơ mà trở lại showbiz đó, hả? Không bao giờ có. Tin tôi đi. Trời ơi là trời, thiệt chứ. Khùng điên ba trận, tự mình đạp đổ, tự mình nó hả nhảy dựng dựng lên nói ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng mãi đỉnh. Tôi về phe của bà Nguyễn Phương Hằng, ok đợi cho bà Nguyễn Phương Hằng bà ra tù rồi á, bà cho vài tỷ mà xài, nghe năm em ủng hộ bà đi, bợ đích bà đi, bà đã sai thì người ta mới bắt tù bà, bà mới sai thì bà mới vào T30, chứ bà đúng thì không có cách nào bà vào T30 hết trơn. Vậy mà cho tới thời điểm này vẫn có những người ngu xuẩn mà vào binh vực bà Nguyễn Phương Hằng và chửi mình, nói đó à, không có bà Nguyễn Phương Hằng người Việt Nam không có đường, không có cầu để đi. Trời đất ơi trời. Nước Việt Nam không có bà Nguyễn Phương Hằng, không có cầu để đi. Đúng không quý vị? Không có bà Nguyễn Phương Hằng đó. À, các em bệnh tim chết hết. Trời ơi trời, không có bà Nguyễn Phương Hằng. Cả nước Việt Nam bệnh tim chết hết. Đúng không mọi người? Rồi nói không có bà Nguyễn Phương Hằng, trẻ em không có trường để học. Ôi trời ơi trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Nếu như không có bà Nguyễn Phương Hằng, cả nước Việt Nam đó, không có trường để học hết phải không các anh chị? Mọi người nghĩ làm sao về những lời nói đó? Mà đó hả? trời ơi là trời! lên bên năm em rồi bên bà Nguyễn Phương Hằng vô chửi mình quá trời luôn. Nếu con năm em nó đúng đó thì đâu có phải bị cơ quan chức năng mời lên phạt hai ba lần phải không quý vị? Rồi nếu như bà Nguyễn Phương Hằng đúng đó thì đâu có phải bị ủ tờ phải không quý vị? trời ơi là trời hai cái mỏ hổn giống nhau rồi đó hả bây giờ à, đổi thừa tại vì mình mà à, vùi dập nó ai vùi dập nó chính bản thân nó tự vùi dập nó đúng không các anh chị nó tự lên nó tự làm cùng làm điên tự động nó chửi lộn tự động nó khui màu và tự động nó làm cả tưng cả tưng chứ ai ép nó ai bắt nó ai suối quẩy nó làm chuyện đó bây giờ đổi thừa bà nguyễn phương hằng cũng vậy Ôi trời nếu như không có bà nguyễn phương hằng thì ai phát hiện ra cái bộ mặt của ông võ hoàng yên ok cho là cái công của bà phát hiện qua ra cái ông võ hoàng yên đó nói xong ông võ hoàng yên thì nên đi thì nó đâu có đến nỗi nào đúng không rồi sau đó làm sao khoái chí thấy người ta ủng hộ nhiều quá một đàn youtube đó, nó đi theo giống như là một đàn á hả tôi nói thiệt nha tôi không biết tôi phải sử dụng cái tờ, cái cái từ gì nữa chính vì cái đàn youtube mà bưng bô bả đó bợ đích bả đó bà khoái chí đó bà mới chửi đến như vậy đó cuối cùng bà mới bị vô trong à, là t 30 đó mọi người chứ nếu như mà bà chỉ có nói cái dụ ông bỏ văn hoàng yên xong rồi ngưng lại thì bà đâu có bị ủ tờ đúng không các anh chị đúng không ai vùi dập bà nguyễn phương hằng có phải chính bà tự làm cho bà như vậy không rồi bây giờ lên khóc như là cờ hó nói đó là tôi biết lỗi rồi nếu như bà không làm sai thì bà đâu có lên khóc như cờ hó nói là biết lỗi đúng không trời ơi trời tôi hả à, tôi chết vì dân tôi tự thiêu ủa tự thiêu nói tự thiêu này kia sao mà mà không tự thiêu đi mà bây giờ bị bắt mới có hai ba năm thôi mà khóc như cờ hóa vậy mình xung phong được chết mà mới có hai ba năm có nhầm con mẹ gì mà tại sao phải khóc đúng không các anh chị anh hùng thì không khóc nha anh khổ anh hùng đòi tự thiêu nữa mà làm dữ lắm mà khi mà mình đã tự thiêu đòi tự thiêu chết vì dân vì nước thì đó là cái sứ mệnh này cái cái, cái cái cái, cái bản thân của mình là mình mình trao cho dân cho nước rồi đúng không các anh chị thì bây giờ đó có có bị bắt đi nữa cũng hài lòng nha cũng học mãn nguyện chứ tại sao mà khóc như cờ hó vậy đúng không mình cứng rắn lắm mà mình giỏi lắm mà mình lên mình chửi người ta như là cái gì mình lờ đờ mờ không mà cái miệng của mình hỗn dữ lắm mà tới lúc à, hả lên nói tự thiêu rồi này kia trời ơi tự thiêu chết mà còn mà còn chấp nhận mà đi tù có hai ba năm mà sao khóc dữ vậy nói xạo nổ hỗn đàn bà gì mà hỗn cái miệng mở cái hỗn còn hơn là cái miệng à, lờ nữa Nó nói thiệt luôn á mình nếu như mình có ăn có học mình phân tích từng câu từng chữ đó. mình chửi bể đầu người ta mọi người có thấy bà tám chửi ai cái câu nào lờ đờ mờ không nhưng mà bà tám hả nhô nhiêu clip lên hả trăm ngàn view hai trăm ngàn view chuyện bình thường có chửi ai không nha mà vẫn hả nói bể đầu người khác tại sao mình là ceo mình lên mình làm quá trời quá đất mà cuối cùng thì sao cuối cùng ở thị hả không có gian ra cái đám ôn vậy trơn bị bắt mấy cái hai ba năm chưa chết mà vô đó ăn chùm mập thay ra có ai đi tù mà mập cỡ đó không vậy đó mà khóc như là cái gì làm như đó là là, là, là là cái gì ủa chưa chết mà mình mong mình được đốt tự thiêu để mình chết mà cuối cùng mình chưa chết mà sao khóc dữ vậy tào lao trời ơi trời tới thời điểm này vậy mà còn cả ngàn người vô ủng hộ bả vô chửi tôi hơi thiệt chứ nếu như bả không sai thì bả không ủ tờ đúng không các anh chị nếu như nam em nó không sai thì nó không bị mời lên cơ quan chức năng ở nhà thì cái miệng nói ngang ngang cả đải cả đải thì gốm Để vô cơ quan chức năng ngã lăn lăn đùng ra ra xỉu giả bộ và vỡ trò làm tàu lao bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy ở nhà chửi cái miệng ngồi 6 tiếng đồng hồ không có không đi không đi tiểu vậy đó mà mời lên cơ quan chức năng cái ngã đùng ra xỉu mời biết bao nhiêu lần Vậy nhưng mà cái lúc nào cũng nói đó là à, không có biết à, à, luật an ninh mạng ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam bà ở nước ngoài nào bà ở đâu nói cho tôi nghe đây bà ở đâu bà có quốc tịch đảo Ship có qua ở đảo Ship lần ngày nào chưa sạo tào lao bởi vậy những người mà ủng hộ nam em ủng hộ bà Nguyễn Văn Hằng ủng hộ ông Thương Tính là những người đó là khùng điên và trợn đúng không các anh chị? Mệt chị đâu? Ngân hàng của em chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan refinance phải nên mua nhà hoặc bán nhà.